Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam, ngày 5 tháng 9 năm 1962, 5 tháng 9 năm 2022, ngày 5 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sisulit đã trả lời phỏng vấn báo chí Lào và Việt Nam về lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, cách thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào-Việt Nam, đồng thời gửi lời nhắn nhủ tới các thế hệ trẻ của hai nước Lào và Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Luân Sisulit, như chúng ta đã biết, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Người dân hai nước đã cùng nhau sinh sống hòa bình từ xa xưa. Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hai nước cùng rơi vào cảnh mất độc lập. Người dân bị áp bức, bóc lột dưới ách thống trị của đế quốc ngoại xâm. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp đến là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo, kề vai sát cánh đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giành được độc lập, tự do hoàn toàn cho nhân dân ba nước Đông Dương. Đối với Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trước đây do Chủ tịch Cai Sòn Phôm Vi Hàn lãnh đạo, luôn coi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu với Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội Việt Nam, nhân dân Việt Nam là lực lượng quyết định mọi thắng lợi của mình. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam, Việt Nam Lào đã hình thành từ đó cho đến nay. Nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Lào và Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Hôm nay vừa tròn 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước chúng ta luôn coi trọng và cùng nhau kỷ niệm lấy năm 2022 là năm kỷ niệm hai sự kiện lớn của hai nước. Tôi muốn nói rằng việc quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Vương quốc Lào vào thời điểm đó là kết quả thắng lợi to lớn của cách mạng hai nước chúng ta, làm cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có vai trò ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Tại Lào, Hiệp định Genève về Lào ký năm 1962 dẫn đến việc thành lập chính phủ ba bên. Vào thời gian đó, sự đấu tranh chính trị, ngoại giao của lực lượng yếu nước trong chính phủ ba bên dẫn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Lào với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Nhưng sau đó, 5 tháng 9 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đặt Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và Vương quốc Lào cũng đặt Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội bên cạnh văn phòng đại diện Trung ương Mặt trận Lào yêu nước. Tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Lào và Việt Nam không chỉ là tình cảm đồng chí, anh em khăng khít, mà còn là tình đoàn kết gắn bó bền chặt. Tất cả đã trở thành tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã, đang và sẽ sống mãi cùng với người dân hai nước chúng ta để làm cho mối quan hệ hiếm có này tiếp tục tồn tại, phát triển. Tôi thấy rằng Lào Việt Nam sẽ tiếp tục nắm chắc tay nhau, cùng nhau bước tiến, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhau, cùng trao đổi các bài học, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện cho nhau để phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Cùng nhau phát huy các thế mạnh, tiềm năng, điểm đặc biệt của mỗi nước để khai thác, đem lại những bước tiến mới vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta. Tiếp tục triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo hai đảng, cam kết thỏa thuận của hai chính phủ trong từng giai đoạn, thỏa thuận của hai chính phủ trong từng giai đoạn thành hiện thực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, và nỗ lực tăng cường hợp tác toàn diện về kinh tế, đem lại hiệu quả cao hơn nữa, tương xứng với mối quan hệ về chính trị giữa Lào và Việt Nam, Việt Nam Lào, tiếp tục quan tâm hợp tác về văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác giải quyết các vấn đề có thể gây ra hiện tượng tiêu cực dọc biên giới hai nước, làm cho biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho người dân dọc biên giới hai nước đi lại, làm ăn và phát triển. Chúng ta rất vui mừng khi thấy rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện là truyền thống giữa hai đảng,
hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam đã được các thế hệ đi trước dày cùng vun đắp, đến nay vẫn không ngừng được tăng cường, phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng nhắn nhủ tới các tầng lớp nhân dân Lào và Việt Nam, hãy cùng kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, ra sức vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, không ngừng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thế hệ trẻ Việt Nam và Lào là những người tiếp nối tốt, là những người bảo vệ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam như bảo vệ chính con người của mình. Hãy hợp tác, chung sức, chung lòng, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí anh em, cùng nhau bảo vệ những thành quả cách mạng, xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh theo mục tiêu lý tưởng của hai đảng, cùng xây dựng các phong trào để chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam năm 2022 với các nội dung sâu sắc, thành công tốt đẹp. Nhân dịp 77 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, tôi gửi lời chúc mừng chân thành. Tôi gửi lời chúc mừng chân thành, rất vui mừng trước những thành tựu mà đồng chí Việt Nam đã giành được trong suốt 77 năm qua. Chúc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt được các mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi tươi đẹp, bền vững.